Chào các bạn, ở video siêu ngắn này, cô Trang Anh sẽ giúp các bạn phân biệt sự khác nhau giữa must và have to. Bạn sẽ nhìn vào bảng số 2 này. Ở cái bảng số 2 này thì bạn sẽ thấy rằng nó chia là hai cột. Cột thứ nhất là must, cột thứ hai là have to. Chợ cả must và have to đều mang nghĩa là cần phải, phải diễn tả sự bắt buộc, nhưng mà must diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do chủ quan, tức là tự bản thân nhận thức thấy điều đó là cần thiết. Bạn sẽ xem ví dụ sau. I must for my sister. Tôi cần phải gọi cho chị gái của tôi. Tức là tôi tự nhận thức thấy điều đó là cần thiết. Thế trong khi đó have to. Chợ have to diễn tả sự cần thiết phải làm gì. Nhưng là do khách quan, là do nội quy, do quy định. Hoặc là do cái ý kiến của người khác. Chứ không phải là do ý kiến của bản thân tôi. Ví dụ, cứ có cái câu sau này. Students have to go to school on time Nhờ, Học sinh phải đến trường đúng giờ Đó là quy định của nhà trường Vậy thì chốt lại này Sự khác nhau giữa must và have to ở chỗ Đó là must Diễn tả sự cần thiết phải làm gì Do bản thân mình nhận thức thấy điều đó là cần thiết Thế còn have to Là diễn tả sự cần thiết phải làm gì Nhưng là do ý chủ, do khách quan Nhờ, Nếu mà must là chủ quan Thì have to là do khách quan Là do nội quy, do quy định Hoặc là do cái ý muốn chủ quan của người khác Yeah, bây giờ em sẽ dùng cái lý thuyết đó phân biệt cho cô bốn cái câu sau nhớ yeah. cả must và have to đều mang nghĩa là cần phải yeah, diễn tả sự bắt buộc nhưng mà must là do chủ quan bản thân mình nhận thức thấy điều đó là cần thiết thế còn từ have to là do diễn tả một cái gì đó cần thiết nhưng mà nó do khách quan đem lại yeah, khách quan đưa lại vậy thì bây giờ em sẽ xem cho cô bốn cái câu sau này nhớ yeah, em sẽ chọn dùng must hay là have to thì với cái câu số một này tôi phải mua quần áo mới vì quần áo của tôi cũ hết rồi vậy cái này là bản thân tôi nhận thức thấy rằng là cái việc mua quần áo mới là cần thiết vậy thì nếu mà bản thân mình nhận thức thấy thì cô sẽ dùng là must ok vẫn cái câu đó ở câu thứ hai này tôi phải mua một ít quần áo mới vì tôi bắt đầu đi dạy rồi, rồi. cô sẽ có là starting a new job at a teacher bắt đầu đi dạy rồi đúng không ạ và quy định của nhà trường có có từ school regulation, quy định của nhà trường require yêu cầu rằng là giáo viên phải mặc nghĩa phải mặc quần áo công sở. Vậy thì cô sẽ có như sau này, giáo viên phải mặc quần áo công sở nó là do cái quy định của nhà trường nhá yeah. mà do cái quy định của nhà trường thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự bắt buộc này là do khách quan do quy định do nội quy nó sẽ dùng là have to nhá yeah. tiếp này vì vậy cái việc mà tôi mua quần áo kia không phải là do cái ý kiến chủ quan của tôi mà là do 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 cái khách quan đưa lại vậy thì cô sẽ dùng là have to nhá yeah. câu số 3 này tôi phải hoàn thành cái bài tiểu luận ngày hôm nay vì ngày mai tôi đi chơi vậy thì tôi cô sẽ thấy rằng là với cái câu này Nhờ chúng ta thấy là tôi phải hoàn thành cái bài tiểu luận hôm nay là do bản thân tôi nhận thức thấy điều đó là cần thiết vì ngày mai tôi đi chơi thì hôm nay tôi phải làm bài. Vậy cô sẽ dùng là must. Ok. Thế còn câu số 4 thì sao ạ? À? Câu số 4 gì là tôi phải hoàn thành cái bài tiểu luận tối nay bởi vì giáo viên của tôi đã bảo với chúng tôi rằng là mai phải lộ. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là, cái này là không phải là do ý của tôi, đúng không ạ? Mà là do bắt buộc là mai giáo viên bắt phải lộp rồi nên tối nay phải làm. Vậy thì cô sẽ dùng là have to nhé.